Vietnamese Idol đó quý vị, phải không ạ? Nhạc sĩ có sĩ Quỳnh Anh đã viết tổng cộng là 32 bài nhạc mà mình đã chia ra. Ông viết rất nhiều thể loại, nhạc quê hương, nhạc tình cảm, nhạc vợ chồng, nhạc lạnh trọn đêm mưa. Và có một loại nhạc nữa mà mình sẽ được giới thiệu quý vị chiều nay, viết cho một người mẹ. Mà mình sẽ được giới thiệu phần trình diễn của em Duy Cường. Xin đi cho chị một tràng pháo tay với nhạc phẩm Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời. Duy Cường xin thân ái kính chào quý vị. Và đây là lần đầu tiên Duy Cường hát nhà bài nhạc phẩm này. Nếu có gì sơ sót xin quý vị thông tình bỏ qua. Về sau con xuống tiếng người mùa hè trông nôi tay mẹ nâng giấc mơ vào đời ra sao yêu thương trong đêm khuya mẹ thức từng đêm xót xa trong lòng mà sống đời con sẽ về đâu lời mẹ xưa con lên đời dần ngàn năm vẫn còn tình mẹ thương con lấy gì đông mây sống cho vừa miền đời mênh mông đôi bàn tay mẹ dắt dìu con đến khi bắt đầu mẹ vẫn là sao sáng trên cao. Ôi tiếng ru, ôi tiếng ru mãi ngân dài đến trong lòng lòng mẹ trong trái ngọn tương trần còn lắm khổ đau đắm cuộc đời trong cùng tôi mẹ đã soi con đường đi từng mùa đông xa mang lửa tim sưởi có nắm lòng mẹ là cây sắt trên đời con những khi hạ về tình mẹ thênh thang qua ngàn dấu còn mãi lời ca khắc sâu trong đời cho tháng ngày con bước chân qua lời mẹ ru con ngàn năm còn đó tình mẹ thứ con lấy gì đắp cho đời tình đời mênh mông mẹ dìu dắt con đi tiếng ru buồn mẹ mãi là buồn sao sáng trên cao ôi tiếng ru ôi tiếng ru mãi ngân dài đến trong lòng mẹ trong trái ngọt đường trần còn lắm khổ đau đắm cuộc đời trong vùng tối mẹ đã soi con đường đi từng mùa đông xa mang nửa tim xuôi có nắm lòng mẹ là cây xanh trên đời con những khi hạ về sau còn mãi lời ca khắc sâu trong đời cho tháng ngày con bước chân qua tình mẹ thiên tha qua ngàn sau còn mãi lời ca khắc sâu trong đời cho tháng ngày con bước chân qua. Oh,
Phương thì... Cảm ơn Duy Cường rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, khi mình chia tay, không biết mình nói gì đây. Nhạc phẩm biết nói gì đây. Khi hai đường đời ngang chia đường rồi, lúc đó thì không biết phải nói làm gì, chỉ biết khóc thôi quý vị. Nhạc phẩm này được trình bày với ca sĩ Phương Thảo. Quý vị cho một tràng vỗ tay cho ca sĩ